Theo thông báo ngày 8 tháng 9 của Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius, nước này đã chuẩn bị thực hiện các chuyến bay trinh sát đầu tiên tới Syria. Đây là bước chuẩn bị cho các cuộc tấn công mà Paris có thể triển khai nhằm vào các phần tử thánh chiến thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Ông Fabius cũng cho biết, hai máy bay được trang bị máy quay phim đã rời khỏi một căn cứ ở vịnh Pixic để thực hiện nhiệm vụ và đã trở về an toàn. Trong khi đó, Thủ tướng Anh David Cameron vừa thông báo, máy bay không người lái của Không quân Hoàng gia Anh RAF đã lần đầu tiên không kích các mục tiêu của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng ở Syria, tiêu diệt 3 phần tử thuộc nhóm này. Trong số các tay súng bị tiêu diệt có Reza Khan, 21 tuổi, quốc tịch Anh, gia nhập IS năm 2013 và được cho là đang lên kế hoạch tấn công khủng bố tại Anh. Ông Cameron nhấn mạnh cuộc không kích là một hành động tự vệ hợp pháp khi Anh phát hiện các mối đe dọa khủng bố đối với an ninh quốc gia. Lực lượng không quân Ukraine vừa tiến hành đợt tập trận không quân cùng với lực lượng Hoa Kỳ trong khuôn khổ tập trận đa quốc gia Sea Breeze 2015 trong ngày 8 tháng 9. Cuộc tập trận diễn ra tại khu vực Mykolaiv gần thành phố miền Tây Nam Odessa của Ukraine. Bài huấn luyện tập trung vào nội dung phối hợp giữa các lực lượng không quân đa quốc gia nhằm bảo vệ an ninh không phận Biển Đen và hoạt động gìn giữ hòa bình. Đợt tập trận Sea Breeze 2015 kéo dài 2 tuần với sự tham gia của khoảng 1.500 binh sĩ, 18 tàu chiến, 14 máy bay và trực thăng của 11 quốc gia NATO ở châu Âu, Ukraine và Hoa Kỳ.